Xin chào toàn thể anh em đã trở lại kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay Hoài Bãi xin giới thiệu anh em một con máy cơ xích dòng Cinewa em đây. Cinewa E300S. Đó, dòng này thì là hàng bãi của Nhật về anh em nhé. Đó, hàng dòng máy nhỏ xài gia đình. Đó, lam mà lam đầu thép, lam đầu hợp kim luôn anh em nhé. Đó, xích là xích chuột. Cái dòng này thì nó chuyên xài xích chuột anh em. Đó. Máy là nguyên zin nguyên bản của Nhật luôn em nhé. Đó, hàng Cinewa E300. Đó, máy làm bao đẹp cho anh em luôn nha. Rất mới. Con này là zin từ A Z luôn nha, hơi hãn rất tốt luôn. Cái dòng này là dòng máy tầm nhỏ, nòng của nó là có 38 ly, 36 ly thôi nha. Nòng 36 nha. Nòng 36 ly. Đó, nòng đứng, máy đứng nha. Dòng này là máy đứng. Đó. Nhớt đổ đây nha, sang pha nhớt đổ đây. Đó. Con này thì xài lam của nó là lam được lam 45 sử dụng được 40 anh em nhé. Đó, lam 45 sử dụng được 40. Đó, lam đầu thép, lam đầu trượt luôn nha. Đó, lam đầu không bánh răng. Đó, dòng lam tốt nhất, xịn nhất luôn. Anh em nào mà ưng ý cây máy này em lên để trực tiếp qua số điện thoại 0345 0349 em nhé. Đó, trọng lượng con này tầm khoảng 4,5 kg anh em nhé. Đó, trọng lượng khoảng 4,5 kg. Máy hơi hàm rất tốt luôn, Cinewa. Cinewa thì phụ tùng thay thế rất là sẵn. Đó, đồ của nó cái gì nó cũng có hết luôn em nhá. Đó, và máy nó siêu bền. Riêng cái nòng của nó cực kỳ dày luôn. Đó, so với tất cả các dòng máy khác thì Cinewa nó cực kỳ bền luôn. Đó, bây giờ em sẽ test nổ cho anh em xem nha. Mua cây máy này anh em mua thêm một chai nhớt này nữa, nhớt Atin này nữa, anh em pha tỷ lệ là 1:30 bao anh em xài thoải mái luôn nha, không lo hư nòng luôn. Đó, nhớt Atin chính hãng. Đó, tốt nhất trên thị trường em nhé. Đó, nhớt Atin này là tốt nhất trên thị trường, còn không có dòng nhớt nào mà qua được nhớt Atin này nữa anh em nhé. Đó, cái này nó đề đây là cho anh em là pha được 1:50 nhưng mà anh em chỉ pha được 1:30 nha. Đó, pha 1:30 là anh em sử dụng cả ngày là nó đảm bảo máy của anh em nó bền hơn. Đó, đồ chơi nó tốt là cái nòng nó không bao giờ lo hư nha. Đó, 100ml anh em pha với lại 3 lít xăng. Đó, dành cho cái máy nhỏ này. Đó, anh em nào mà cần mua nhớt này em có bán là 185. Bán là 185.000 một chai. Đó, 185.000 một chai. Anh em nào chốt xin lên đây tiếp qua số điện thoại 0345 0349 em nhé. Đó. Cái máy này bây em đang bán với giá là 2.300.000 em nhé. Đó, 2.300.000. Anh em là mua thêm chai nhớt 185.000 nữa là mua thêm nha. Đó, em sẽ bao ship tận nhà cho anh em tất cả nha. Đó, 2.300.000 tiền máy, 185.000 tiền chai nhớt nữa là 2.485.000, bao cước phí tận vận chuyển tận nhà, tặng kèm cho anh em là rũa xích, tiếp mở buji, tô vít chỉnh xăng nha. Đó, có 3 món phụ kiện kèm theo đó. Đó, anh em nào mua hàng cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0349, kết bạn qua Zalo. Đó, bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em xem nha. Bao zin em từ A đến Z nha. Ok, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Hoài Bãi em nhé.